Hey, xin chào các bạn. Tiếp tục ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài thực hành tiếp theo để ôn tập lại kiến thức về DOM HTML và DOM Selector ở trong JavaScript. Thì trước khi đi tiến hành làm cái bài demo này, thì chúng ta sẽ xem cái demo mà chúng ta định làm sẽ là cái gì. Thì tôi sẽ quay trở lại trang Canva này. Thì đây là trang Canva và cái demo tôi muốn làm đây chính là cái demo ảnh đây. Thì các bạn thấy là ở hầu hết các trang bán hàng nó đều có cái kiểu cho phép người dùng xem cái ảnh của sản phẩm với nhiều màu sắc, nhiều kích thước khác nhau như thế này. Đó. Đó, hầu hết các trang thương mại điện tử đều có, như ở Shopee đều có cái này. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng JavaScript và áp dụng những kiến thức về DOM, HTML DOM ở trong JavaScript để chúng ta thực hiện cái bài này. Cái ví dụ nó khá là thực tế. Và chúng ta sẽ làm như nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào đi dựng HTML cho cái phần giao diện. Chúng ta chỉ dựng ảnh thôi. Sau đó chúng ta sẽ viết code JavaScript để xử lý chuyển ảnh này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xây dựng cái giao diện cho 4 cái ảnh này để chúng ta thực hiện xử lý công việc chuyển ảnh. Tôi sẽ mở cái Salon Text của mình lên. Đây, ở đây tôi đã chuẩn bị cái nội dung cho 4 cái ảnh này rồi. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đi dựng cái nội dung HTML trước. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một trang là index.html. Sau đó tôi sẽ tạo ra một thư mục CSS để chúng ta lưu file CSS của chúng ta. Đó, trong file CSS này, thư mục CSS này chúng ta sẽ tạo ra một file style.css. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trang index để chúng ta tạo ra nội dung HTML. Thì tôi để đây là JavaScript DOM. Đó, tôi để là product image. Ok. Và tôi sẽ nhúng file CSS vào thông qua thẻ link. Và ở đây href thì file CSS của chúng ta nằm trong thư mục CSS, thì nó sẽ là thư mục CSS style.css. Cuối cùng, bây giờ tôi sẽ đi dựng cái giao diện của mình. Tôi sẽ để 4 cái ảnh nhỏ kia nằm trong URI như thế này. Và tôi sẽ có thẻ img. Đó, đối với thẻ img để mà nhúng image thì chúng ta có đường dẫn của ảnh sẽ là thư mục image và ảnh của nó sẽ từ 1 cho đến 4.jpg. Tôi sẽ viết như sau: 1.jpg như thế này. Tôi copy lên. Tôi sẽ đi thay đổi đây 2, 3, 4. Và ở bên cạnh nó tôi sẽ có một cái thẻ div có ID là main image, có nghĩa là cái ảnh chính. Đó, bên này tôi sẽ có một cái ảnh chính, một cái ảnh lớn. Tôi giả sử tôi lấy ở bên này sang đây. Đó, tức là nó sẽ có một cái ảnh đại diện trước. Tôi sẽ chạy nó lên. Thì các bạn thấy là đây là những ảnh mà chúng ta đã nhúng vào rất to và nó cũng đang bị vỡ. Tất nhiên rồi, chúng ta chưa CSS cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành CSS. Thì tôi sẽ định nghĩa CSS. Đây, đầu tiên tôi định nghĩa body. Tôi sẽ để là margin 0. Padding tôi sẽ để bằng 0. Chúng ta load lại. Đó. Và tôi sẽ định nghĩa vào trong là tôi cũng sẽ để là URI. Tôi sẽ để là list style none. Và tôi sẽ từ thẻ li này, tôi sẽ định nghĩa, tôi sẽ làm nhanh thôi, tôi sẽ định nghĩa vào image nó, tôi sẽ đặt width cho nó khoảng 100 pixel cho nó nhỏ lại đã. Đó, thì chúng ta sẽ có cái ảnh gốc nó như thế này. Đây, đúng như thế này luôn.
và chúng ta sẽ thay đổi cái con trỏ chuột. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện hình bàn tay như này. Ok, lúc này chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái thẻ image lớn này. Thì các bạn thấy là hai cái UL và div nó nằm ngang hàng nhau. Tôi sẽ định nghĩa UL, tôi để là floatlet, và cái main image kia tôi cũng sẽ để là floatlet. Chạy lên. Đó, thì chúng ta sẽ định nghĩa cái này, cái main image này, div main image. Tôi sẽ đặt width cho nó 500 pixel. Đó, nó đã nằm ngang lên rồi. Và trong main image này, tôi sẽ định nghĩa vào cái ảnh nằm trong main image. Tôi định nghĩa width để 500 pixel. Thử xem. Đây, à, nó vẫn khá là to. Thực ra đây nó cũng khá to, tràn đi một chút cũng không sao cả. Chúng ta sẽ xử lý như sau. Image sẽ 400, sẽ hơi nhỏ, 400 pixel cũng khá vừa vặn đấy. Sau đó tôi sẽ đặt margin tốt cho nó khoảng 30 pixel, margin led khoảng 30 pixel. Chạy thử lên. Đây, à rồi, nâng chiều cao lên một chút. Đó, và giảm cái chiều tốt đi. Nó khá ổn rồi. Đây, thì tôi sẽ được cái ảnh như thế này. Tôi được cái phần ảnh như thế này. Vấn đề của chúng ta là bây giờ khi click vào đây, khi click vào từng cái ảnh này, tôi sẽ phải thay đổi được cái nội dung của cái ảnh này. Đó, giống như bên này thôi. Khi click vào thì chúng ta sẽ thay đổi. Thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi nó như thế nào? Các bạn có thể để lên cao một chút. Chúng ta sẽ thay đổi nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ thay đổi nó như sau. Chúng ta sẽ phải đi viết JavaScript để chúng ta thực hiện cái công việc này. Tính của tôi nó hơi trau chuốt nên là cứ phải nhìn nó vừa mắt mới được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi viết JavaScript thực hiện cho xử lý công việc này. Thì tôi sẽ tạo ra một file JS. Và tôi để đây là image. Xử lý cho image nên tôi để là file image.js. Đây, tôi sẽ nhúng JS và quay trở lại trang HTML. Chúng ta sẽ nhúng script JS ở đây. Nhúng file JS và src sẽ bằng thư mục js và image.js. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại file js ở bên này. Chúng ta sẽ viết code xử lý ở đây. Thì như ban đầu tôi có nói là chúng ta sẽ vận dụng kiến thức về DOM selector và DOM HTML. Đó, thì việc đầu tiên chúng ta cần xử lý là khi người dùng click vào cái image ở đây. Click vào image ở đây thì chúng ta sẽ phải làm việc gì? Đó, thì chúng ta sẽ thực hiện công việc như sau. Tôi sẽ tạo ra một cái sự kiện onClick sẽ bằng get đường tôi. Mỗi lần tôi click vào từng cái ảnh này, tôi sẽ lấy ra đường dẫn của cái ảnh tương ứng và thay thế cái đường dẫn của cái ảnh lớn này. Đó, thay thế đường dẫn của ảnh lớn này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái get attribute và set attribute để làm việc này. Thì ở đây tôi sẽ viết sự kiện onClick vào đây. Mỗi lần onClick vào, tôi sẽ đi đặt id 1. Tôi sẽ làm nó lặp đi lặp lại code để các bạn dễ hiểu hơn. Image true. Đó, tôi sẽ id image bằng 3.
chúng ta sẽ có một cái hàm trên English. Đây. Đây. Hàm trên image này của chúng ta nó sẽ có giá trị truyền vào. Đó, tôi viết như vậy. Và chúng ta sẽ có một cái function trên image cũng có một cái event như thế này. Chúng ta sẽ console log của event này. Đó. Chúng ta chạy thử đây này. Khi người dùng click vào một cái ảnh như thế này. Đó, các bạn sẽ lấy ra được cái event mà người dùng vừa click. Đó, và trong event này tôi sẽ lấy ra được cái thông tin của chính cái liên quan đến cái ảnh mà tôi vừa click. Ở đây. Thì tôi sẽ xử lý như sau. Đối số ở đây tôi sẽ đổi lại. Đối số ở đây không phải là event mà tôi truyền luôn. Đối số là on như thế này. Thì tôi có mục đích của tôi. Đối số đây tương đương với ID là true. Như thế này. Và đây sẽ là true. Như thế này. Và đây tôi sẽ là for. Tại sao tôi lại sử dụng như thế này? Để tôi tận dụng việc lấy ID nó và tận dụng chỉ sử dụng một hàm thôi. Thì đây tôi sẽ để là ID. ID như thế này. Thì có phải là mỗi lần click vào tôi lấy ra được cái ID tương ứng đây. Đây thì các bạn nhìn thấy khi click vào cái ảnh số 1 tôi lấy ra ID là 1, ảnh số 2 tôi lấy ID là 2, ảnh số 3 lấy ID là 3, và ảnh số 4 ID là 4. Đó thì có phải là mỗi lần tôi click vào tôi sẽ lấy ra được cái giá trị attribute src của cái ID tương ứng không? Thì có phải là viết như này document Match 11 by ID, tôi truyền cái ID name này. Đó, chấm match attribute của src như thế này. Thì tôi tạo ra một cái biến là image path. Đó, và tôi sẽ console log. Console log. Đây. Tôi chạy ra đây này. Các bạn sẽ thấy là click vào ảnh 1 tôi lấy đường dẫn vào ảnh 1. Click vào ảnh 2 tôi lấy đường dẫn ảnh 2. Click ảnh 3, ảnh 4 tương tự. Khi chúng ta có đường dẫn của cái ảnh 1, 2, 3, 4 rồi thì chúng ta sẽ thay đổi cái đường dẫn của cái ảnh lớn này mà thay đổi bằng chính giá trị này, thay thế bởi cái giá trị mà chúng ta vừa lấy được ở đây. Thì để thay đổi cái thuộc tính src của cái ảnh lớn thì chúng ta dùng cái thuộc tính set attribute của HTML DOM thôi là được. Thì lúc này chúng ta có ảnh rồi, chúng ta sẽ gọi đến cái ảnh có ID main. Đây tôi đặt ID là main image main. Đó thì tôi chỉ cần img main, thì tôi chỉ cần gọi đến cái img main và tôi set lại attribute cho nó như thế này. Chẳng element by ID của cái có tên là img main và tôi set attribute. Attribute là src và tôi truyền cái giá trị mà tôi muốn set là chính là image path. Đó, đơn giản như này thôi. Chúng ta chạy lên này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là đó. Set attribute document element by ID set attribute. À, chúng ta chưa lưu bên này. Đó. Bây giờ chúng ta lưu lại này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta được kết quả như thế này. Đó. Đó, rất là đơn giản phải không nào? Chỉ có hai dòng code JavaScript. Đó, và cách chúng ta tổ chức code ở phần HTML. Đây. Đó, thì các bạn sau này các bạn có thể thay bằng 1, 2, 3, 4, 5
theo N thì sau này các bạn có thể chạy vòng lặp từ database ra thì cũng không có ảnh hưởng gì hết. Đó, như thế này có một cái quy luật là hai cái thằng này phải giống nhau. Đó, tương ứng thì code JS của các bạn code rất là ngắn. Đây, kết quả của chúng ta được như này. Đó, vậy là tôi đã hoàn thành cái demo cho các bạn về việc xử lý thay đổi ảnh của sản phẩm, ứng dụng kiến thức về DOM trong JavaScript. Đó, các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của mình để hiểu hơn. Chúc các bạn học tốt.